trở lại vùng hành quân. Vùng xa xôi đã xây cây quả điện tay không cây y bằng đồng viên luôn. Ba tháng hồ phương yên bình bằng đồng viên nói vườn lạnh lại đi lại tôi chinh chiến quanh năm mọi người chưa bằng đồng viên kia đấy lại mọi người quá chung như kiếp sống dài cái này ở ngoài nào ai biết cho ai trời đến đơn vị lại đi nhọc hơi đau bước tài xế anh bay tài xế lại lại em tiêu tài xế lại khi cánh dù mang tin lại như lá từ xanh hầu kia tôi ngẩn ngơ biết alo đàn ở đây gia đình hiện tại là một nhà tại California là năm 30 độ và băng họ là tại băng họ tại Mexico là đang tự đang tuyết nhưng là gia đình tại ai đó là phù nào như một lần lòng tôi biết đây là chuẩn bị tọt lần tiếng của Napa Lexington em tôi không đẹp như người tôi sáng nay mà lấy tiếng chừng ngon rượu quý tôi nào nghe thấy lời chỉ thương em gái quê hương trong anh giờ đây anh luôn anh luôn ok giờ đã khổ luôn giờ đây đã khổ đã không phải luôn để chuẩn bị quá chuẩn chưa quá năm nay khổ và một năm nay không có thằng mở quá em tôi không đẹp như người không chạy ra đang 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 làm lời thơ đó đây là hồ nghe nhà hồ dân nghe hơi trong những ta luôn khi em nguyện chờ người ngoài tôi đã quen đây là phải đoàn nào à sợ nè chuyện này cô ok và quen xa anh hẹn cô thành nên dấu mùa xuân đơn vị không có tâm trí lấy cho lấy tôi nào nghe thấy lại chỉ thương em gái quê hương trong anh xuân nồng yêu hạt người thương em ơi em khi chiến tranh dài xa nhau từng ngày và xa cả em ơi khi chiến tranh dài xa nhau từng ngày và xa cả em hỡi em khi chiến tranh dài xa nhau từng ngày và xa What?
đầu xuân sẽ về. Này em bay đầy chiều sâu mà tin con vẫn sẽ nghe pháo giao thừa rộn vang nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp trong bánh trưng chờ đợi tỏ hành hay những đồ mà. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm. Mái tranh nghèo không người sửa khu vườn hiu hoa vàng. Nàng trẻ thơ hay chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới và ngày xuân đi quê xóm riêng. Tùng con chua, Tùng con chua, Tùng chua này sao? Năm nay già họ lên là hâu. Tùng chua này là hâu. Nhưng nếu con về bạn bè thương mong bao lứa trái cùng cao xuân tiên trung. Hoàng hảo của mơ con chuột. Không lẽ riêng mình em ơi. Mẹ ơi như nó băng nóng nhặt tàu đi nào. Nè đó đi làm. Lấy xe mọi người. Cái này quá đẹp. Get it go, get it go. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm. Đi là phải đoàn à, mái tranh nghèo không chồng mấy tuần lần mai thế hẳn phải đoàn à, nào thôi. Ok. Đàn trẻ thơ chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới ba ngày xuân đi quê xóm riêng. Không về tài xế cái này nha. Tài xế này may mắn nhá, cái xôi may mắn nhá. Nhưng nếu con về bạn đâu? Bè thương mong bao lứa trái cùng nhau. Em bài 1 nha, trong bài là cuộc em bài 2 quá. Không lẽ gì mình em mẹ ơi con xuân này vàng. Nó buồn tê chuột đấy. Bao lứa trái cùng cao xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình em không? Mẹ ơi con xuân này vàng. Mẹ ta mẹ ta mẹ lao ta mẹ lao. Bao lứa trái cùng cao xuân chiến trường. Không lẽ riêng mình em không? Mẹ ơi con xuân này vàng. Xa vào đôi mắt em chiều nào xoa tóc ngồi bên xe thầm ước nhưng nào đâu dám nói để tâm tư lại thôi đường hoa vẫn chưa mở lối đời lắm phong trần tay trắng. Lo kín trăng về không lối chiếu ga cao ngàn
mắt tôi rưng rưng sầu, lặng nghe tiếng pháo tiếng ai qua cầu đường phố muôn màu sao thiếu em. Về đâu làn tóc xòa bên xe, lâu vắng không người sống khép kín nhớ em. Tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi.